Xin chào bà con, thì cái clip này thì mình quay được vô tình ở đi tham khảo ở phường Chanh Dây của mô hình ở Gia Lai, thì người ta đang xử lý bằng cái máy là phun thuốc diệt côn trùng bằng máy luôn. Những con mà ong vàng nó hay chích thuốc trái rồi đó. Nói chung là tất cả loại côn trùng á thì người ta đang xử lý, thì qua clip này thì mình quay để cho bà con tham khảo và xem thôi nha. Còn thông tin về cụ thể về chiếc máy này thì mình chưa có rõ mấy. Thì qua clip này các bạn cứ xem về cái cách xử lý của côn trùng của một cái vườn chanh dây của hộ nông dân thuộc ở Gia Lai, người ta xử lý như thế nào. Thì qua clip này các bạn cứ xem hết clip về cách xử lý của người ta, rất là hiệu quả và không cần phải treo các loại thuốc như ở mình treo. Thì cách xử lý này thì theo mình quan sát thì thấy nó cũng hiệu quả đó, nhưng mà thực tế thì cũng chưa có ai áp dụng nhiều, có được một số vườn thôi họ áp dụng theo phương pháp mới này. Thì qua clip các bạn vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ video này để tiếp tục mình sẽ tham khảo và quay những video khác cho bà con xem về cái kỹ thuật cách xử lý trên cây chanh dây.